Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình kênh Tử Vi 247, Dương Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc và sự hanh thông. Thưa quý vị, tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy trong tháng này những gia chủ tuổi Dần gặp được rất nhiều thuận lợi, may mắn và thành công. Thuận theo tự nhiên sẽ yên lành và tốt đẹp. Trong tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Dần chắc chắn sẽ gặp được nhiều điều may mắn và do đó thì tuổi này được quý nhân phù trợ, tương trợ cho nên họ có những thành công rực rỡ trong tháng 12 âm lịch. Có thể nói rằng tháng 12 là một tháng cực kỳ thành công đối với họ. Vậy nên những người tuổi Dần không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Và để biết được những gia chủ tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch này may mắn và thành công thế nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này không phải là thời điểm dễ dàng đối với người tuổi Dần trên nhiều phương diện. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những áp lực trong công việc. Khi đã bắt tay vào công việc, không được lơ là, chảnh mảng. Trong công việc, bạn khó đạt được kết quả như mong muốn. Bạn thường cảm thấy mệt mỏi, ể oải và không muốn cố gắng. Sẽ có những căng thẳng, những mâu thuẫn tại nơi làm việc. Với những người làm ăn kinh doanh thì trong tháng cuối năm này, thị trường thật sự không tốt và công ty của bạn sẽ xảy ra một loạt các vấn đề. Lục đục, mâu thuẫn sẽ xảy đến. Bạn là người lãnh đạo, người đứng đầu thì bạn cần phải dẫn dắt công ty một thời gian dài. Đừng chỉ vì một phút nóng này mà làm mất bình tĩnh, mất sự tín nhiệm của cấp dưới. Hãy lắng nghe ý kiến từ tập thể, tiếp thu và cải tiến bộ máy công ty để làm việc hiệu quả hơn. Cũng nên có những lời động viên khen ngợi kịp thời đối với nhân viên của bạn. Họ là những người đồng hành cùng bạn cho đến ngày hôm nay. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó thì tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt đó là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này thì tình hình tài chính của gia chủ tuổi Dần thực sự không như ý muốn. Người làm công ăn lương cần phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc của mình thì mới mong hưởng được lương thưởng. Người làm ăn kinh doanh trong thời điểm này cũng cần phải hết sức chú ý vì tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy bạn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý và tuyệt đối không nên dính líu đến những mối làm ăn bất chính, kẻo lại mất thêm tiền. Tháng này chi nhiều hơn thu cho nên là bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý và tránh trường hợp cháy túi bạn nhé. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe là vấn đề bạn cần phải quan tâm trong tháng này. Áp lực từ công việc khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lo âu. Bạn cần phải có suy nghĩ tích cực, không nên oán trách đổ lỗi cho bản thân hay là cho bất kỳ ai. Sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống và quan trọng là bạn phải nỗ lực để vượt qua. Những gia chủ tuổi Dần không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp cho bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Dần trong tháng 12 này đó là cần phải có lịch trình sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh và có sức khỏe thì mới mong được công việc hanh thông. Người tuổi Dần nên sử dụng pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh của phong thủy Lộc Tài có tác dụng kỵ tà hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Vật phẩm này đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn không được tốt. Tháng 12 âm lịch bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ đó cuộc sống của riêng mình. Hãy sống và sống khỏe. Hãy là một người cha người mẹ trong gia đình nhưng đồng thời cũng là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Người độc thân thì khó tìm được bạn đời. Bạn luôn sống trong thế giới của mình, dù khó khăn mệt mỏi cũng không hề chia sẻ. Đôi khi bạn để cái tôi của mình quá cao, dù sai nhưng bạn lại không chịu nhận lỗi về mình và điều đó thì vô tình đẩy bạn ra xa hơn. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch năm 2021. 1. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974.
Người tuổi Dần sinh năm 1974 sẽ có nửa đầu tháng 12 âm lịch vận trình khá tốt, có được nhiều bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp, khai phá thêm nhiều lĩnh vực mới mẻ. Con giáp này chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả công việc. Nên lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách để cân bằng, giữ thái độ hòa nhã khiêm nhường, đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công sở được hòa hảo. Người làm ăn kinh doanh thì phải nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy tính thực tế, đừng quá mơ mộng mà mất tiền hao của bạn nhé. Và đồng thời, nếu bạn đang có ý định đầu tư thì nên chú ý quan sát từng biến động trên thị trường, đừng đầu tư mạo hiểm, đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong kế hoạch của mình và cố gắng để hạn chế sai lầm ở mức thấp nhất. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Bước vào tháng này thì vận thế của người tuổi Bính Dần khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến cho bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm thì không có nhiều khởi sắc bởi vì bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Đây là một tháng tốt để tuổi Mậu Dần phát triển về mảng nghệ thuật, y học, luật sư. Cũng cần phải chú ý nhiều đến các mối quan hệ xung quanh của mình. Cần phải cẩn trọng, nếu không thì sẽ gặp phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh mình. Áp lực từ gia đình và nhà trường không quá lớn, có nhiều thời gian rảnh rỗi và cuộc sống của quý gia chủ khá nhẹ nhàng, nhưng cũng cần phải sắp xếp mọi việc cho hợp lý, nên chú ý nghe giảng, tập trung học hành cho tốt, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong tháng này thì những gia chủ tuổi Nhâm Dần sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như tài lộc, có những người con đường tài vận sẽ hành thông thuận lợi. Và cần phải chú ý đến các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp là có tiểu nhân quấy phá, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp. Khi gặp phải thì cũng cần phải bình tĩnh, đưa ra phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021 tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Tức là ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch này thì sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày 5 âm lịch tháng 12 năm 2021, tức là ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân và có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi mà tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, đó là ngày âm lịch ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra thì việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như là tiến hành ngày động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp. Theo đó thì phù long tương trợ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn, nếu quan tâm thì hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
khuyên gia chủ tuổi Dần hãy nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Dần để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng kim bài thái tuế của thầy quý vị nhé. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho các tuổi Dần. Qua đó thì quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp thật nhiều may mắn và thành công cũng như là bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.